Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 tới đây, cách tính biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt sẽ thay đổi theo hướng dùng ít thì sẽ rẻ hơn và dùng nhiều thì sẽ phải trả nhiều tiền hơn so với giá hiện nay. Quyết định vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Cụ thể là giá bán lẻ điện sinh hoạt được chia thành 6 bậc như sau. Từ 0 đến 50 kWh thì giá sẽ bằng 92% so với giá hiện hành. Từ 51 đến 100 kWh là 95%. Từ 101 đến 200 kWh là 110%. Từ 201 đến 300 kWh là 138%. Từ 301 đến 400 kWh là 154%. Và từ trên 401 kWh trở lên vẫn là 159%. Theo quy định mới, giá bán lẻ điện cho kinh doanh cũng giảm 5% so với hiện nay đối với giờ bình thường. Đối với các hộ nghèo và các hộ chính sách xã hội sử dụng dưới 50 kWh một tháng thì sẽ được hỗ trợ bằng với tiền điện của 30 kWh.